Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ vì thỏa mãn nhu cầu tiêu xài của mình mà những tên sát nhân đã nhẫn tâm xuống tay cướp đi mạng sống của chủ tiệm tạp hóa. Sau cùng, hắn đã phải nhận bản án thích đáng cho tội ác của mình. Tuy nhiên, vụ án đã khép lại, nhưng đã để lại nỗi đau xót không thể xóa nhòa trong lòng người thân của cả nạn nhân và kẻ phạm tội. Hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị về hành trình phá vụ án mạng kinh hoàng ngày giáp Tết. Sáng sớm ngày 4 tháng 2 năm 2016, tức ngày 25 tháng Chạp, Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo về cái chết đầy bất thường của bà Nguyễn Thị Tê, 60 tuổi. Tại hiện trường, Công an xác định nữ nạn nhân bị sát hại với mục đích cướp tài sản. Sắp đến Tết Nguyên đán, người dân thôn Thượng, xã An Đỗ, huyện Bình Lục, Hà Nam đều tất bật. Cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Tê ngày thường mở cửa rất sớm, vậy mà sáng 4 tháng 2 năm 2016 là im lìm bất thường. Một vài người thắc mắc tìm đến đã bất ngờ phát hiện bà Tê nằm chết trên vũng máu. Cái chết của người phụ nữ cao tuổi, sống một mình đã làm rúng động làng quê An Đỗ vốn bình yên. Khi có mặt tại hiện trường, Công an tỉnh Hà Nam xác định nạn nhân Tê tử vong từ khoảng 19 đến 21 giờ ngày 3 tháng 2. Trên người bà Tê có rất nhiều vết thương, trong đó tập trung ở vùng đầu. Nạn nhân có thể bị đánh bằng vật tày, dẫn đến bị vỡ hộp sọ. Phần cổ có một vết cắt. Qua xác định, Công an phát hiện bà Tê bị mất một số tài sản có giá trị. Vì thế, các điều tra viên nhận định đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Lực lượng kỹ thuật hình sự rất tỉ mỉ thu thập các dấu vết, trong đó một vài vết máu đã được lấy để trưng cầu giám định. Trên nền nhà, bà Tê nằm ngửa, hai tay vẫn cầm hai chiếc túi. Dường như vào thời điểm bị sát hại, bà Tê đang bán hàng. Công an tìm thấy những vết giày in mờ trên nền gạch, có thể đây là dấu vết mà hung thủ để lại khi gây án. Việc đầu tiên là các điều tra viên Công an tỉnh Hà Nam tiến hành tìm hiểu về cuộc sống cá nhân và thói quen sinh hoạt của nạn nhân. Các anh được biết, bà Tê sống một mình. Tại căn nhà 4 gian, bà Tê có mở cửa hàng tạp hóa lớn. Ban ngày, nạn nhân bám cho tất cả các khách hàng có nhu cầu. Tuy nhiên, do tuổi cao nên người phụ nữ này thường đóng cửa rất sớm. Nếu ai đó khiến bà Tê phải mở cửa và bán hàng thì đó phải là người quen, biết rõ về nhau. Ngoài ra, các trinh sát cũng được xác nhận trong cuộc sống thường nhật, bà Tê hiền lành, không có mâu thuẫn với bất cứ ai. Điều này cũng giúp Công an tỉnh Hà Nam loại bỏ được một nghi vấn về động cơ gây án của hung thủ. Những dấu vết tại hiện trường đều chỉ ra rằng thời điểm bị sát hại, bà Tê đang bán hàng, hoàn toàn bất ngờ, không có đề phòng. Vậy kẻ sát hại bà Tê chắc chắn quen biết với nạn nhân, thậm chí có thể sinh sống gần với hiện trường vụ án. Một loạt các đối tượng vốn có tiền án tiền sự, đối tượng ma túy, cờ bạc, bất minh về thời gian, tài chính trong vùng đều được Công an Hà Nam rà soát. Từ đây, các trinh sát thấy nổi lên một nam thanh niên có tên Phạm Minh Vương, sinh năm 1998, trú tại thôn Thượng, An Đỗ, Bình Lục, Hà Nam. Vào thời điểm này, Vương đang là học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện Bình Lục. Các điều tra viên đã rất cẩn trọng khi rà soát về đối tượng này. Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ án, Vương có biểu hiện túng tiền. Sau khi bà Tê bị sát hại, Vương bắt đầu bộc lộ sự lo lắng không yên. Và ngày sau, dù đang trong thời gian diễn ra Tết Nguyên đán, nhưng Vương bất ngờ rời khỏi Hà Nam. Việc Vương bỗng nhiên đi ra khỏi nhà vào những ngày Tết đã củng cố thêm niềm tin về việc gã thanh niên này có liên quan đến vụ án. Mọi di biến động của Vương lập tức được bám sát. Cùng thời điểm này, nhiều tài liệu, chứng cứ đã thu thập được đều cho thấy Vương là nghi can số 1 gây ra cái chết của bà Tê vào tối ngày 3 tháng 2. Ngày 4 âm lịch, Vương ra khỏi nhà lên Hà Nội. Lúc này, một tốp trinh sát của Công an tỉnh Hà Nam đã lặng lẽ theo sau. Vương lòng vòng qua nhiều tuyến phố rồi dừng chân ở một căn nhà tại quận Hai Bà Trưng. Qua xác minh, đây là nhà của một người họ hàng đối tượng. Đến ngày 6 âm lịch, các trinh sát Công an tỉnh Hà Nam đã cải trang thành nhóm người đi chúc Tết, tìm người thân sát địa điểm Vương đang tá túc. Tận dụng sự mất cảnh giác, các trinh sát đột kích căn nhà, bắt giữ tại chỗ Vương trong sự ngỡ ngàng của hắn. Ban đầu, Vương cãi lem lẻm và cho rằng mình không biết, không liên quan đến cái chết của bà Tê. Tuy nhiên, trước những bằng chứng chắc chắn, Vương chẳng thể chối cãi, gã đã khai nhận hành vi tội ác của mình. Vương khai, do cần tiền chi tiêu Tết nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Do là hàng xóm nên Vương biết bà Tê ở một mình, lại ra cả nên gã đã chọn người phụ nữ này làm con mồi. Tối mùng 3 tháng 2, Vương đi sang nhà bà Tê, vờ hỏi mua 10 que cạo mút và một hộp bánh. Thấy khách quen, bà Tê mở cửa cho Vương. Lợi dụng lúc bà Tê không để ý, Vương đánh vào đầu nạn nhân, khiến nhiều lần bà Tê bất tỉnh. Sau đó, gã thanh niên dùng dao gây thương tích ở cổ nạn nhân. Gây án xong, Vương lấy giấy vệ sinh lau máu trên con dao, đồng thời lục lọi cướp đi 200.000 đồng và một điện thoại của nạn nhân.
Trên đường về, Vương vứt con dao xuống ao, tháo sim và tắt nguồn điện thoại của bà T để xóa dấu vết. Theo lời khai của Vương, công an tỉnh Hà Nam đã tìm và thu giữ được con dao gây án cùng toàn bộ quần áo còn dính máu của đối tượng. Với tội ác gây sợ của mình, sau này Vương bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên phạt 18 năm tù cho hai tội giết người và cướp tài sản. Ngày 12 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên bị cáo Đinh Thanh Bình, 33 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, 5 năm tù tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt cho cả ba là tội tử hình. Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021, sau khi ăn nhậu, Bình ghé vào tiệm tạp hóa của vợ chồng ông Mai Tâm và bà Dương Thị Hát ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để rủ ông Tâm uống bia tiếp nhưng ông này từ chối. Sau đó, Bình ngồi ở quán ốc gần nhà ông Tâm, nhậu một mình. Đến khoảng 2 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2021, bực tức vì cho rằng ông Tâm coi thường mình nên Bình quyết định treo tường vào nhà ông này trộm cắp để trả thù. Khi Bình đang lục lọi gần đó, gần phòng ngủ của bà Hát thì nghe tiếng mở cửa. Anh này xông vào khống chế bà Hát, bịt miệng và bóc cổ chủ nhà. Nhìn thấy con dao dưới gối nạn nhân, Bình cầm lấy và đâm liên tiếp vào mặt, tay, chân của bà Hát. Thấy người phụ nữ nằm bất động, trên người mặc chiếc đầm ngủ, Bình nổi thú tính xông tới hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn, Bình lục lọi lấy đi 403 chiếc thẻ cào điện thoại, gần 4 triệu đồng rồi đón xe ôm tới ngủ tại chân cầu Tân Thới Hiệp, quận 12. 6 giờ cùng ngày, ông Tâm dậy mở cửa hàng thì phát hiện số thẻ cào và tiền mặt biến mất nên chạy vào phòng ngủ của bà Hát để kiểm tra. Thấy vợ nằm bất động, ông Tâm đỡ dậy thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo với cơ quan công an. Đến 19 giờ 40 phút cùng ngày, Bình bị cảnh sát bắt. Kết luận giám định, nguyên nhân cái chết của bà Hát là do sốc mất máu không phục hồi. Tại tòa hôm nay, Bình thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Có mặt tại tòa, ông Tâm yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nghe chủ tọa phân tích, theo quy định bồi thường về tinh thần là 100 táng lương tối thiểu, tương đương 149 triệu đồng. Bồi thường về ma chay căn cứ vào hóa đơn chứng từ. Do đó, ông Tâm đồng ý yêu cầu bị cáo bồi thường cho gia đình tổng số tiền là 299 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, côn đồ, hung hãn, phạm tội liên tục, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tới tính mạng, tài sản, danh dự nhân phẩm của người khác nên được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe. Thưa quý vị, những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.